Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Châu Âu ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh vì lo ngại xung đột Nga-Ukraine lan rộng. Căng thẳng leo thang, Nga có thể xem xét thay đổi học thuyết hạt nhân. Nga nổi giận, thề trả đũa trước những hành động táo bạo của Ukraine và phương Tây. Theo báo cáo của Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, hơn 3 phần tư các nước châu Âu đã chi nhiều hơn cho quân đội của họ vào năm 2023, trong bối cảnh khu vực hòa bình nhất thế giới lo ngại khả năng cuộc chiến của Nga và Ukraine ngày càng mở rộng. Báo cáo của GBI được công bố ngày 11 tháng 6 cho biết, dù châu Âu là khu vực có 7 trong số 10 quốc gia hòa bình nhất thế giới, song họ cũng có 23 trong số 36 quốc gia đã trở nên kém hòa bình hơn. Thụy Điển, quốc gia vừa trở thành thành viên mới nhất của NATO vào tháng 3 vì lo ngại xung đột với Nga, đã tụt 22 bậc xuống vị trí thứ 39, mức độ yên bình thấp nhất kể từ năm 2008. Ngoài ra, chiến tranh Nga-Ukraine đã khiến châu Âu phải đánh giá lại mức chi tiêu quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ấn bản thứ 18 của Chỉ số Hòa bình Toàn cầu GBI do Viện Kinh tế và Hòa bình IEB có trụ sở tại Úc công bố cảnh báo thế giới đang ở ngã tư đường với số lượng xung đột toàn cầu lên tới 56, nhiều nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. 97 quốc gia được cho là có nền hòa bình xấu đi vào năm 2024, nhiều hơn bất kỳ năm nào kể từ khi báo cáo bắt đầu được công bố vào năm 2008. Các cuộc chiến tranh cũng đang ngày càng mang tính quốc tế hơn, với 92 quốc gia tham gia vào các cuộc xung đột bên ngoài biên giới của họ, nhiều nhất kể từ khi GBI bắt đầu ghi nhận tình trạng hòa bình của các quốc gia trên thế giới. Ông Stephen Kilelea, người sáng lập và là chủ tịch điều hành của IEB cho biết, chúng ta đang chứng kiến số lượng xung đột kỷ lục, sự gia tăng quân sự hóa và cạnh tranh chiến lược quốc tế ngày càng tăng. Ông Kilelea tuyên bố, các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới buộc phải tăng cường nỗ lực giải quyết nhiều xung đột nhỏ trước khi chúng leo thang thành những cuộc khủng hoảng lớn hơn. Sự phức tạp và sự quốc tế hóa ngày càng tăng của các cuộc xung đột cũng làm giảm khả năng đạt được các giải pháp hòa bình lâu dài, dẫn đến các cuộc xung đột mãi mãi, chẳng hạn như những cuộc xung đột đang hoành hành ở Ukraine và Gaza. Ngoài ra, xung đột vũ trang còn đang thay đổi công nghệ quân sự và sự cạnh tranh địa chính ngày càng gia tăng. Thiệt hại về người vì chiến tranh cũng đạt mức cao kỷ lục. Trong 4 tháng đầu năm 2024, 47.000 người đã thiệt mạng do xung đột toàn cầu. Trong khi đó, trong suốt năm 2023, GBI ghi nhận 162.000 người tử vong liên quan đến xung đột, con số cao thứ hai trong 30 năm qua. Các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza ghi nhận hơn 37 người thiệt mạng trong 8 tháng, chiếm gần 3/4 số người thiệt mạng. Theo báo cáo, thiệt hại kinh tế do xung đột rất nghiêm trọng. Ukraine là một trong những quốc gia phải chịu thiệt hại kinh tế cao nhất do chiến tranh vào năm 2023, tương đương 68,6 GDP. Thưa quý vị, phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm BRICS ở Nizhny Novgorod hôm 11 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, tình hình quốc tế đang ngày càng trở nên phức tạp hơn và không thể loại trừ những thay đổi đối với quan điểm hạt nhân của xứ sở Bạch Dương. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo, nước này có thể sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình nếu các hành động leo thang của Mỹ và các đồng minh thúc đẩy Moscow phải làm như vậy. Ông Ryabkov nhấn mạnh, thách thức gia tăng bắt nguồn từ các hành động leo thang không thể chấp nhận được của Mỹ và các đồng minh NATO, chắc chắn đặt ra câu hỏi toàn diện về việc làm thế nào để có thể điều chỉnh các tài liệu cơ bản về răn đe hạt nhân cho phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại. Theo đài RT, nhà ngoại giao này từ chối giải thích chi tiết về những sửa đổi tiềm năng đối với học thuyết hạt nhân của Nga. Ông nói, Moscow không có thói quen đề cập trước những loại thay đổi nào có thể được thực hiện trước khi chính thức ra quyết định thực sự. Ông Ryabkov có phát biểu trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã nhắc lại lập trường của Moscow rằng Nga sẽ không ra tay tấn công hạt nhân trước và vũ khí nguyên tử luôn là sự lựa chọn cuối cùng. Ông Putin giải thích, học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong các trường hợp ngoại lệ và tình hình hiện tại không đáp ứng đủ những điều kiện đó. Lãnh đạo Điện Kremlin bày tỏ hy vọng chiến tranh hạt nhân tổng lực sẽ không nổ ra, đồng thời cảnh cáo một cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn đến những thương vong vô hạn cho tất cả mọi người. Ông cũng cảnh báo các quốc gia NATO ở châu Âu không nên có những lời lẽ và hành động ngày càng khiêu khích vì họ chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nhất nếu xảy ra xung đột hạt nhân trên toàn cầu. Thưa quý vị, trước những động thái mạnh mẽ gần đây của Ukraine và phương Tây, giới quan sát đang đặt ra câu hỏi liệu Nga sẽ phản ứng như thế nào?
sau khi một chiến đấu cơ của Ukraine lần đầu tiên phóng vũ khí tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga, các chuyên gia Trung Quốc cho biết động thái của Kiev là nỗ lực nhằm thuyết phục phương Tây tăng cường hỗ trợ, song Nga được cho là sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Theo Sky News, một nguồn tin quân sự của Ukraine cho biết, không quân nước này đã tấn công một nút chỉ huy của Nga hôm 9 tháng 6 nằm trong khu vực Belgorod. Hiện chưa rõ loại vũ khí được Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công, cũng như chưa rõ liệu đây có phải là vũ khí do phương Tây cung cấp hay không. Đây là một cuộc tấn công trực diện và là lần đầu tiên vũ khí được phóng từ chiến đấu cơ của không quân Ukraine nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine trước đó đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ của Moscow. Cố vấn Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CBS rằng các vũ khí của Mỹ đã được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Theo hãng tin TASS, thông báo này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận hôm 31 tháng 5 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua việc sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công vào Nga. Động thái trên của Ukraine có mục đích sử dụng đà tiến công nhằm đảo chiều xung đột, bởi chỉ có bằng cách này, Kiev mới có thể truyền tải sự tin cậy với Mỹ và châu Âu để được nhận thêm vũ khí cũng như sự ủng hộ từ các nước này trong tương lai. Khi Ukraine bắt đầu sử dụng chiến đấu cơ, và đặc biệt sau khi được bổ sung thêm kích F-16, các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự của Nga có lẽ sẽ trở nên ít bị giới hạn hơn. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, phản ứng của Nga được dự đoán là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy, giữa bối cảnh Ukraine đang có động lực trên chiến trường, có lẽ phản ứng tốt nhất của Nga là làm rõ thêm các mục tiêu hành động với Ukraine, đồng thời sử dụng các phương tiện quân sự và ngoại giao để giành thế chủ động. Trong khi đó, giới quan sát phương Tây cho rằng, cảnh báo leo thang hạt nhân ở Ukraine hiện đang ngày càng trở nên thường xuyên và cấp bách hơn do những thay đổi đáng kể về chính sách của một số đối tác lớn của Kiev. Những thay đổi này trong chính sách của phương Tây, cùng với kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quân đội Pháp tới huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine trên thực địa và thậm chí có thể chiến đấu, đã làm gia tăng mối lo ngại rằng Nga có thể sẽ leo thang hạt nhân để đáp trả. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến khả năng này từ những ngày đầu xung đột nổ ra, trong khi các quan chức cấp cao của Nga, đáng chú ý nhất là ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cũng không ít lần đưa ra những cảnh báo tương tự. Vấn đề mà các nhà lãnh đạo đối mặt là rủi ro leo thang căng thẳng rất khó để xác định. Vì vậy, các nhà phân tích đang cố gắng xác định rủi ro leo thang bằng cách đặt mình vào vị trí của Tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, họ không thể chắc chắn rằng những nỗ lực tái hiện quan điểm của ông Putin dựa trên tình hình chiến trường và những thay đổi xảy ra. Trong đó, có sự dịch chuyển chính sách của các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine có tương ứng với nhận thức của nhà lãnh đạo Nga hay không. Một số nhà phân tích nhận định, bởi không thể biết Tổng thống Putin và đội ngũ phụ trách chính sách đang thảo luận về điều gì, nên không có cách nào đánh giá liệu các tuyên bố công khai có phải là lời cảnh báo cần xem xét nghiêm túc hay là chiến thuật đe dọa có thể phớt lờ. Kết quả là một số chuyên gia coi việc Nga tăng cường đe dọa leo thang hạt nhân là những nỗ lực giả vờ và hăm dọa, trong khi số khác thì lại coi đó là dấu hiệu đáng báo động. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết đã đạt được thỏa thuận với các đối tác về việc cung cấp hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine. Trong một thông điệp video đăng tải trên Telegram hôm 8 tháng 6, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với các đối tác về việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Một số hệ thống sẽ được cung cấp sớm, trong khi số còn lại sẽ được triển khai vào mùa thu năm nay. Trước đó, ngày 7 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chi tiết về gói viện trợ quân sự mới trị giá 225 triệu đô la Mỹ cho Kiev trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Pháp nhân dịp hai nhà lãnh đạo dự lễ kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day. Mỹ luôn sát cánh cùng các bạn, ông Biden nói với người đồng cấp Ukraine khi thông báo về khoản viện trợ quân sự bổ sung vốn đã được phê duyệt như một phần của gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 4 năm nay. Theo hãng tin AP, gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine có thể bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS cùng với tên lửa cho hệ thống phòng không Hawk,
tên lửa phòng không Stinger, hệ thống chống thiết giáp Javelin và AT-4, pháo phản lực cỡ nòng 155mm, xe bọc thép, xe kéo, tàu tuần tra, vật liệu phá dỡ và nhiều loại phụ tùng, thiết bị khác. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm tới Pháp trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6, các quan chức chính phủ Ukraine và Pháp đã ký 4 văn kiện sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Emmanuel Macron ở Paris vào ngày mùng 7 tháng 6. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính quy mô lớn cho Kiev. Điện Kremlin liên tục cảnh báo về việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ dẫn đến leo thang xung đột. Thưa quý vị, hiện tại phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công vào Nga, nhưng từng có thời điểm, ngay cả tên lửa Javelin và Stinger cũng được coi là leo thang nguy hiểm. Điều đó khiến cho một số nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng làn danh đỏ của Tổng thống Putin không thực sự tồn tại? Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine cách đây hơn 2 năm, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đều diễn ra theo một kiểu. Đầu tiên, Kiev yêu cầu một hệ thống vũ khí, nhưng Washington từ chối với lý do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga. Tổng thống Vladimir Putin sau đó sẽ đưa ra những cảnh báo mơ hồ về vũ khí hạt nhân. Những người ủng hộ Ukraine sẽ phản ứng bằng cách đưa ra những lập luận đứng về phía Kiev trên truyền thông. Đây gần như là điều đã xảy ra với cuộc tranh luận về việc cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu, hệ thống phòng không Patriot, tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa ATACMS cùng với các hệ thống khác. Sự dịch chuyển gần đây nhất diễn ra vào ngày 27 tháng 5 khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine từ lâu đã tìm kiếm sự chấp thuận này, nhưng cuộc thảo luận về vấn đề trên đã trở nên cấp bách hơn trong những tuần gần đây khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Kharkov ở phía Bắc và liên tục giành được thành quả. Tuy nhiên, cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây cũng là một sự leo thang đáng kể mà chính quyền Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh từ khi xung đột nổ ra. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!